Thích Đề Hoằng Nhân và Tu Bồ Đề đồng nói lên nghĩa tùy hỷ hồi hướng. Ngài Xá Lợi Phất im lặng lắng nghe nghĩa thầm thâm di diệu của Bát Nhã Ba La Mật làm lợi ích cho chúng sanh. Mặc dù Ngài đã lậu tận, tâm thường tịch tịnh, nhưng Ngài cũng phát sanh hoan hỷ, từ tòa đứng dậy, chắp tay và bạch Phật rằng: tùy hỷ như vậy có công năng đoạn được các hí luận, làm lợi ích cho vô lượng vô biên chúng sanh, khiến họ vào được Phật đạo. Tùy hỷ như vậy là hành Bát Nhã Ba La Mật rồi vậy. Phật ấn chứng lời nói của Ngài Xá Lợi Phất và dạy: Bát Nhã Ba La Mật nghĩa là thật tướng pháp, chẳng cấu nhiễm, chẳng hí luận, nên là rốt ráo thanh tịnh, khắp chiếu hết thảy các pháp tạng trong cả ba đời, là vô vi chẳng thể thuyết ra được, bất khả thuyết. Ngài Xá Lợi Phất lại bạch Phật: Bát Nhã Ba La Mật thường chiếu minh hết thảy các pháp, là rốt ráo thanh tịnh, thường thủ hộ Bồ Tát, thường cứu thoát chúng sanh ra khỏi khổ nạn, thường thỏa mãn đầy đủ các tâm nguyện của chúng sanh. Bởi vậy nên Bát Nhã Ba La Mật được chúng sanh trong khắp cả ba cõi thường cung kính lễ bái. Lại nữa, ở trong dũng bùn ba độc mà Bát Nhã Ba La Mật chẳng bị ô nhiễm, chẳng dính mắc vào ba cõi, phá sạch ái kiến, 108 phiền não cùng 62 tà kiến chấp. Tóm lại, Bát Nhã Ba La Mật có công năng phá sạch vô minh, si ám. Bát Nhã Ba La Mật là trí huệ tối thượng, di diệu đệ nhất. Bát Nhã Ba La Mật là pháp tối thượng trong tất cả các pháp trợ đạo, có thế lực đoạn dứt các khổ sanh già bệnh chết, đoạn hết thảy các sợ hãi khổ não và đem lại sự an lạc cho chúng sanh. Vì sao? Vì trí huệ Bát Nhã Ba La Mật giúp hành giả phân biệt, liễu nghĩa được 37 phẩm trợ đạo. Bát Nhã Ba La Mật thường chiếu diệu quang minh. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật nhiếp cả năm nhãn. Bát Nhã Ba La Mật khai thị thánh đạo. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật đưa chúng sanh ra khỏi các tà kiến, xa lìa chấp nhị biên. Bát Nhã Ba La Mật là nhất thiết chủng trí. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật đoạn trừ hết thảy các tập khí phiền não. Bồ Tát an trú trong kim cang tam muội, dùng các lực phương tiện Bát Nhã Ba La Mật tận đoạn hết thảy phiền não và tập khí, được vô ngại giải thoát, thành tựu nhất thiết chủng trí. Lại nữa, Bồ Tát do tu tập Bát Nhã Ba La Mật mà phân biệt rõ tổng tướng và biệt tướng của các pháp, nên nói Bát Nhã Ba La Mật là nhân dẫn sanh nhất thiết chủng trí. Bát Nhã Ba La Mật là mẹ của ba đời trong mười phương chư Phật. Vì sao? Vì chư Phật do tu tập Bát Nhã Ba La Mật mà thành bậc vô thượng chánh giác, cũng từ trong Bát Nhã Ba La Mật xuất sanh vô lượng Phật pháp. Bát Nhã Ba La Mật chẳng sanh chẳng diệt, vì là tự tướng không. Hết thảy các pháp ở nơi thật tướng cũng đều là chẳng sanh chẳng diệt, vì đều là tự tánh không cả. Nếu chẳng tu tập Bát Nhã Ba La Mật mà khởi chấp đoạn hay chấp thường, thì sẽ dẫn sanh ra các kiến chấp, các kiết sử, dẫn sanh ra ưu bi khổ não. Nếu tu tập Bát Nhã Ba La Mật thì sẽ đoạn trừ được các kiến chấp cùng các kiết sử phiền não, dẫn đến sẽ được thoát ly sanh tử. Do tu tập Bát Nhã Ba La Mật mà có được lòng tin bất hoại nơi tam bảo, được đầy đủ các thiện pháp thế gian và xuất thế gian, và có đầy đủ các lực phương tiện nhằm dẫn dắt chúng sanh tu tập, khiến họ cũng được hai pháp lạc ấy. Bởi nhân duyên vậy nên nói, người được Bát Nhã Ba La Mật rồi thì chẳng cần ai cứu độ, mà tự mình có thể tự hộ niệm cho chính mình và hộ niệm cho chúng sanh. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật là tự tánh không. Khi đã được đầy đủ Bát Nhã Ba La Mật rồi, là vào được nơi thật tướng của các pháp, là biết rõ được các pháp chẳng chuyển, chẳng diệt. Do vậy mà chẳng còn khởi chấp đoạn hay chấp thường, chẳng còn khởi chấp có hay chấp không. Vì ở nơi pháp tánh thì hữu pháp hay vô pháp cũng đều là tự tánh không cả. Hỏi: có rất nhiều nhân duyên để tán thán Bát Nhã Ba La Mật, như vậy vì sao chỉ rộng nói Bát Nhã Ba La Mật là vô tướng tướng? Đáp: người tu tập Bát Nhã Ba La Mật mà chưa được thuần thục thì thường hay cầu định tướng. Hạng người này chẳng biết Bát Nhã Ba La Mật là vô tướng tướng, nên thường sanh tâm kiêu mạn.
Bởi nhân duyên vậy nên Ngài Xá Lợi Phất mới nêu lên lý do nhằm khuyên chúng sanh phải nên cung kính cúng dường Bát Nhã Ba La Mật. Cũng vì vậy mà Phật dạy phải cung kính cúng dường Bát Nhã Ba La Mật như cung kính cúng dường Phật. Đây là đối với hạng người căn trí cạn mỏng, đã từ lâu thâm chấp chúng sanh tướng, chưa thâm hiểu Phật Pháp nên Phật mới dạy như trên đây. Còn đối với hạng người căn trí thông lợi thì Phật dạy phải xem Bát Nhã Ba La Mật chẳng khác Phật, Phật chẳng khác Bát Nhã Ba La Mật. Bát Nhã Ba La Mật tức là Phật, Phật tức là Bát Nhã Ba La Mật. Vì sao? Vì do tu tập Bát Nhã Ba La Mật mà được nhất thiết chủng trí vậy. Nhân đây Phật cũng dạy, từ trong Bát Nhã Ba La Mật xuất sanh hết thảy thiện pháp thế gian và xuất thế gian, dẫn đến xuất sanh nhất thiết chủng trí. Sau khi nghe thuyết Bát Nhã Ba La Mật là vô tướng tướng, vị đế thích tự niệm rằng: Ngài Xá Lợi Phất đã lậu tận, đã ly dục, mà nay tán thán Bát Nhã Ba La Mật là pháp hộ trì Bồ Tát, lại nói phải dùng các lực phương tiện Bát Nhã Ba La Mật tùy hỷ hồi hướng phước đức về vô thượng Bồ Đề mà chẳng phá pháp tướng, thật là chưa từng có. Như vậy ta phải cung kính cúng dường Bát Nhã Ba La Mật. Hỏi: vì sao nói thế lực Bát Nhã Ba La Mật thù thắng hơn năm Ba La Mật kia? Vì sao nói nếu chẳng có Bát Nhã Ba La Mật dẫn đạo thì năm Ba La Mật kia cũng chỉ ví như người mù? Đáp: chẳng luận phải nhiều mới có được thế lực lớn, cả năm Ba La Mật kia hợp lại tuy có nhiều thế lực nhưng chẳng sao bằng được thế lực của Bát Nhã Ba La Mật. Nếu chẳng có Bát Nhã Ba La Mật thì năm Ba La Mật kia chẳng thể xứng đáng được gọi là Ba La Mật. Tất cả năm Ba La Mật kia đều phải được Bát Nhã Ba La Mật dẫn đạo soi sáng vậy. Hỏi: vì sao trong kinh cũng có dụ đàn Ba La Mật như con mắt sáng? Đáp: vì có người tin có tội phước, tin rằng tu phước có thể phá được vô minh tà kiến nên đã hành bố thí, do vậy mới dụ đàn Ba La Mật như con mắt sáng. Thế nhưng khi thực hành việc bố thí, hành giả phải được trí huệ soi sáng, phải hòa hợp bố thí với trí huệ thì bố thí mới đầy đủ ý nghĩa, dẫn đến mới xứng đáng được gọi là đàn Ba La Mật. Mặc dù bố thí là chủ, trí huệ chỉ là khách, nhưng khách chủ chẳng rời nhau. Bố thí có sự soi sáng của trí huệ Bát Nhã Ba La Mật như vậy mới xứng đáng được gọi là con mắt sáng. Ví như bốn đại hòa hợp chẳng rời nhau, các Ba La Mật cũng hòa hợp chẳng rời nhau như vậy. Nếu các Ba La Mật chẳng hòa hợp với nhau thì chẳng sao thành tựu được nhất thiết chủng trí. Lại nữa, ví như người mù, tuy có đôi chân vững chắc, tuy có đầy đủ sức lực, đầy đủ ý chí, nhưng nếu chẳng nhờ người dẫn đường thì chẳng sao vào thành được. Năm Ba La Mật kia cũng là như vậy. Tuy mỗi Ba La Mật đều có thế lực riêng, nhưng nếu có được Bát Nhã Ba La Mật soi sáng dẫn đường thì đến quả vị nhị thừa còn chẳng được, huống nữa là được vô thượng Bồ Đề. Bởi vậy nên nói năm Ba La Mật kia phải được Bát Nhã Ba La Mật dẫn đường mới được gọi là Ba La Mật, dẫn đến mới vào được Phật đạo. Hỏi: vị đế thích nói với Ngài Xá Lợi Phất rằng Bát Nhã Ba La Mật cũng phải nương nơi năm Ba La Mật kia, sao lại chỉ tán thán Bát Nhã Ba La Mật mà thôi? Nói như vậy có đúng chăng? Đáp: tuy rằng sáu Ba La Mật phải hòa hợp với nhau, tương trợ nhau, chẳng rời nhau, nhưng Bát Nhã Ba La Mật giữ vai trò lãnh đạo. Bát Nhã Ba La Mật có thế lực lớn nhất nên năm Ba La Mật kia đều phải nương theo sự chỉ đạo của Bát Nhã Ba La Mật. Do được Bát Nhã Ba La Mật chỉ đạo mà năm Ba La Mật kia mới được mang danh tự Ba La Mật. Ví như đại quân nhờ được vị tướng giỏi mà được danh thơm lây vậy. Hỏi: thế nào gọi là Bát Nhã Ba La Mật sanh? Đáp: như trong kinh đã nói, sắc chẳng sanh dẫn đến hết thảy pháp chẳng sanh nên Bát Nhã Ba La Mật sanh. Hỏi: vì sao nói sắc chẳng sanh dẫn đến nói hết thảy các pháp chẳng sanh nên Bát Nhã Ba La Mật sanh? Đáp: vì sắc do các duyên hòa hợp mà có, dẫn đến vì hết thảy các pháp đều do các duyên hòa hợp mà có. Hành giả biết rõ sắc dẫn đến biết rõ hết thảy các pháp đều chẳng khởi, chẳng sanh, chẳng được, chẳng mất, đều là hư vọng, chẳng thật có. Biết như vậy là Bát Nhã Ba La Mật sanh. Hỏi:
Bát Nhã Ba La Mật là vô sanh thì duyên cũng là vô sanh. Như vậy, Bát Nhã Ba La Mật hợp với pháp nào, trú ở đâu và được quả báo gì? Đáp: Bát Nhã Ba La Mật là vô sanh tướng, nên chẳng có chỗ hợp, tức là vô sở hợp vậy. Nếu Bát Nhã Ba La Mật có pháp để hợp thì ắt phải hợp với các pháp thiện hoặc với các pháp bất thiện. Như vậy là chẳng phải Bát Nhã Ba La Mật nữa. Vì Bát Nhã Ba La Mật chẳng hợp với hết thảy pháp nên mới dung nhiếp hết thảy pháp. Hỏi: Vị Đế Thích đã biết Bát Nhã Ba La Mật chẳng hợp với hết thảy các pháp rồi, vì sao Ngài còn hỏi Bát Nhã Ba La Mật có hợp với nhất thiết chủng trí chăng? Đáp: Vị Đế Thích tôn trọng Bát Nhã Ba La Mật nên mới hỏi: Bát Nhã Ba La Mật có hợp với nhất thiết chủng trí chăng? Phật dạy: Bát Nhã Ba La Mật là vô sanh pháp nên chẳng có chỗ hợp, rồi nhằm phá các tà kiến. Phật dạy: Nếu Bát Nhã Ba La Mật có hợp với nhất thiết chủng trí thì đó là y Phật tâm mà hợp, chẳng phải như phàm phu chấp có tướng, có danh, có tác, có khởi ở nơi các pháp hữu di vậy. Hỏi: Thế nào gọi là y như Phật tâm mà hợp? Đáp: Y như Phật tâm mà hợp có nghĩa là biết rõ hết thảy pháp tướng đều là hư vọng nên chẳng có chấp tướng. Biết rõ nếu ở nơi các pháp mà khởi chấp có hay chấp không đều là lầm lỗi nên chẳng thọ các pháp. Biết rõ các quả báo ở thế gian đều là điên đảo, đều như mộng, như huyễn, chẳng thật có nên chẳng chấp pháp. Chẳng sanh cao tâm, chẳng vào được nơi rốt ráo không, nơi thật tướng pháp, thâm nhập đại từ đại.